được. Hello. Hello cả nhà. Xin chào anh chị em. Xin chào anh chị em yêu quý. Suka làm bài tập về xong đấy con. Xin chào chị Dung. Mẹ, cái này của con đâu? Mẹ không biết đâu, con đi ra ngoài. Xin chào cô Sang. Chị Dung hôm nay đã khỏe chưa? Hôm qua mới đi Sài Gòn với hôm nay chị Dung đã khỏe chưa? Con làm bài đây, học bài đây. Ổn định lại chưa chị ơi? Đi đi. Hôm nay chào anh Thanh Bùi nha. Hôm nay là ngày gì ạ? Mọi người gọi là ngày thần tài, không biết là anh chị em có mua được chỉ vàng nào không? Mua chỉ vàng hay là mua cây vàng? À vâng, khỏe rồi là mừng rồi chị ạ. Hôm nay chị có mua được cây vàng, mua được chỉ vàng nào không? Chỉ vàng nào hay là mua được cây vàng nào? Hôm nay dân tình chắc là đi mua, anh chị em đi mua vàng nhiều lắm. Nhà em chẳng có gì. Xin chào anh chị em. Hôm nay là mọi người gọi là ngày thần tài, cho nên là chúng ta cùng nói về câu chuyện ngày thần tài. Thật ra thì bản thân Oanh cũng không hiểu về cái ngày này. Không biết từ bao giờ chúng ta có ngày thần tài. Không biết anh chị em có, anh chị em đang xem live của anh chị em có hiểu sâu về ngày thần tài không? Chúng ta cùng chia sẻ với nhau về cái câu chuyện đó. Chào anh Trần Minh. Chào em Hoàng Minh Ngọc nha. Xin chào anh chị em. Hôm nay không biết là giá vàng bao nhiêu anh chị em nhỉ? Để em anh xem nào, giá vàng ngày hôm nay xem nào. Giá vàng hôm nay dân tình lao dốc trước ngày. Vàng SJC bán ra tăng mạnh ngày vía thần tài. Gì nữa? Giá vàng hôm nay dân tình chắc là nhiều người đi mua vàng lắm. Và cũng không biết là từ bao giờ chúng ta, người Việt Nam chúng ta có cái ngày gọi là ngày vía thần tài, đúng không ạ? Và rất nhiều người anh chị em, anh cũng chẳng biết là, không biết anh chị em thì nghĩ thế nào, nhưng mà cái quan niệm đấy từ đâu ra thì mình cũng không rõ. Và trong một thời gian không biết, ngày xưa thì anh nghĩ là cái phong tục này cũng không rầm rộ lắm, nhưng mà mấy năm trở lại đây thì mọi người hay nhắc về ngày vía thần tài là ngày mùng 10 tháng 1, ngày mùng 10 tháng Giêng, đúng không ạ? Là đầu xuân năm mới thì mọi người thường lấy cái ngày mùng 10 tháng 1 là ngày vía thần tài, và anh chị em đi mua vàng về để cúng, để thắp hương, để mong rằng một năm sẽ có nhiều tài lộc. Và ai ít thì có thể là nửa chỉ, một chỉ, có thể ai có nhiều thì có khi là mấy chỉ, đúng không ạ? Để thắp hương coi như là cầu mong một năm có nhiều tài lộc. Nhưng cái điều, nếu như chúng ta thắp hương, chúng ta cúng thần tài mà chúng ta trở nên chúng ta nhiều tài lộc thì chắc là có lẽ ai cũng cố để mà có một năm thịnh vượng, đúng không ạ? Vậy thì nếu như mà chúng ta vào một cái năm, đầu năm chúng ta mong một cái năm thần tài, một năm thần, gọi là thần tài gõ cửa nhà mình, Và chúng ta làm cái việc gọi là mình cũng không biết được là kết quả ra sao, nhưng mà hy vọng một năm khởi sắc thì chúng ta sẽ làm cái việc đó. Vâng, em chào anh Hờ An Ú nha. Vậy thì chúng ta không thể biết được là mình có chắc chắn đạt được cái điều đó hay không, nhưng chúng ta vẫn làm, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta hy vọng vào cái điều đó. Giống như cái việc là chúng ta mua vé xổ số, chúng ta không biết được là mình có trúng hay không, nhưng mà chúng ta vẫn cứ mua và hy vọng là có ngày chúng ta trúng xổ số. Nhưng ít ra là mình cũng dám mua, dám cho mình một cái gọi là cơ hội để biết đâu đấy mình lại có cái sự may mắn. Và anh tin rằng có rất nhiều anh chị em ai cũng mong muốn rằng là mình cũng sẽ có một cái năm mới nhiều tài lộc, phát lộc, đúng không ạ? Cái điều mong muốn và cái điều khát khao thì nó hoàn toàn khác nhau. Hầu như thì ai cũng mong muốn có một cuộc sống tốt hơn, nhưng mà giữa cái việc mà muốn và thực sự khát khao để điều đó trở thành sự thực thì đó lại là câu chuyện nó hoàn toàn khác xa nhau. Vậy thì với một chỉ vàng ngày hôm nay bình thường là khoảng giá cũng 5,5 triệu, đúng không ạ? Giá vàng ngày hôm nay, anh xem giá vàng ngày hôm nay. Không biết là anh chị em mọi người hay mua vàng thì anh chị em mua vàng ngày hôm nay, anh chị em ai đi mua vàng không biết giá vàng hôm nay bao nhiêu ạ? Bởi vì anh cập nhật ở đây thì có rất nhiều cái giá vàng khác nhau. SJC rồi 4 số 9 rồi 24k, 18k, chắc là 24k, đúng không ạ? Mọi người sẽ mua vàng, nhưng mà bản thân anh thì cũng không hiểu lắm về cái giá vàng anh chị em đang mua, thì không biết anh chị em hôm nay có ai mua vàng không? Ai mua vàng có thể cập nhật để cho anh biết được là giá vàng hôm nay anh chị em mua bao nhiêu không ạ? Để chúng ta cùng nói cái câu chuyện về chủ đề ngày thần tài, anh chị em bỏ bao nhiêu tiền để cầu mong một năm khởi sắc. Chúng ta cầu mong một năm khởi sắc với cái giá vàng, giá mua, giá bán. Giá bán là Doji là 67, Phú Quý SCC là 67 này, 672 gì ạ? Anh chị em có ai đi mua vàng không nhỉ? Quay đầu tăng vọt tần. Anh chị em có biết là giá vàng, anh chị em mua vàng thì biết giá vàng ngày hôm nay bao nhiêu, có thể tương tác cùng anh được không, để anh biết được là giá vàng ngày hôm nay như thế nào, để chúng ta cùng nói cái câu chuyện về cái ngày ví dụ như đây là cái giá vàng đây, anh có thể anh để anh vào Google anh search thử là giá vàng 24k nhé, đúng ạ? Chắc mọi người cái giá vàng 24k là 5,480 à? Không biết có đúng không? Thấy cái giá bán ở trên này nó cập nhật là 5,480. Vậy thôi thì mình cứ nói một con số là 5,5 triệu đi. Chúng ta nói cái câu chuyện là hôm nay có rất nhiều anh chị em là bỏ ra để mua một chỉ vàng là 5,5 triệu để mua một chỉ vàng và cầu một năm may mắn. Thì nếu như mà chúng ta có vàng thì chúng ta mua vàng thì cũng được thôi, đúng không ạ? Chúng ta coi như là một cái tài sản tích trữ, đúng không ạ? Vàng cũng có thể tăng giá, có thể tăng giá trong tương lai, và nó là một cái khoản để mình có thể là cất giữ tài sản, nhưng mà thay vì gửi vào ngân hàng hay là mình để tiền mặt thì nhiều người ông bà ta sẽ hay dùng tiền để mua vàng, bởi vì vàng thì nó không, ít ra là nó không bị trượt giá, nó không bị lạm phát giống như là mình gửi tài khoản ngân hàng, đúng không ạ? Vậy thì với giá vàng ngày hôm nay anh cập nhật ở đây là SJC à quên gì 24K, vàng 24K, 24K là 5 triệu, gần 5 triệu rưỡi. Và với SJC hay là vàng Doji, các những cái loại mà giá trị nó lớn hơn thì nó có thể là hơn 6 triệu. Vậy thì chúng ta nên nói câu chuyện là 5 triệu rưỡi, nhưng mà chúng ta cũng coi như chúng ta cắt đi, nhưng mà chúng ta cũng không thể biết được rằng năm 2023 này cuộc sống của gia đình mình có thực sự khởi sắc hay không, thì đó là một dấu chấm hỏi, chứ chúng ta cũng không thể chắc chắn, đúng không anh chị em? Chúng ta không thể biết được là chúng ta kỳ vọng vào một cái năm khởi sắc, nhưng chúng ta không thể biết được là cái điều đó nó có chắc chắn hay không. Vậy thì hầu hết là mọi người vẫn làm những cái việc mà chúng ta không chắc chắn. 5 triệu rưỡi một chỉ vàng, chúng ta cũng không thể chắc chắn được tương lai của mình ra sao, chỉ gọi là ít mình cất số tiền đó. Và ngày hôm nay chỉ là gọi là một ngày thần tài. Và hôm nay anh có nói với anh chị em là gì ạ? Thấy mọi người đổ số đi mua vàng để cúng thần tài, nhà anh thì không cúng, cũng không có vàng. Nhưng mà nếu có cổ phần UST thì ngày nào cũng là ngày thần tài cả anh chị em ạ. Anh Hơ Nụ bảo là gì ạ? Anh chỉ tập trung mua cổ phần thôi, anh không để ý giá vàng nữa. 2 năm nữa anh mới mua vàng em ơi. Anh Hơ Nụ thông minh thế. Sau này thì khi mà mua cổ phần rồi thì sau này có thể mua được rất nhiều vàng, đúng không ạ? Còn bây giờ thì vàng chỉ gọi là để cất, nó không thể tăng trưởng được nhiều. Nhưng mà nếu như biết cách thông minh là mua tài sản có sự tăng trưởng lớn như là cổ phần doanh nghiệp, thì 2 năm nữa, 3 năm nữa thì muốn mua bao nhiêu vàng mà trả được, đúng không ạ? Tài sản có thể tăng lên hàng chục lần, hàng trăm lần cơ mà. Cho nên đó là một cái cách rất là thông minh. Và gia đình của anh cũng thế, anh không mua vàng, bởi vì chúng ta không thể chắc chắn vào một cái tương lai, không có cái điều là gì là chắc chắn cả. Có một cái chắc chắn đó là kiểu gì chúng ta cũng chết, đúng không ạ? Chúng ta không biết từ ngày mai chúng ta như thế nào, chúng ta ra sao. Vậy thì chúng ta không thể biết trước được. Nhưng vậy thì với UST, với cơ hội UST, chỉ với 1 triệu 2, chúng ta có một cơ hội mở ra cho chúng ta một tương lai tươi sáng. Nhưng mà nhiều anh chị em lại không dám bỏ ra 1 triệu 2 để cho mình cơ hội để tìm hiểu, để cho mình cuộc đời của mình bước sang một trang mới. Mà chúng ta làm một cách không thông thường, mà không thể có một cái kết quả nó đột phá được. Vậy thì với 1 triệu 2 không khiến cho chúng ta nghèo đi, nhưng có thể mở ra cho chúng ta một cuộc đời mới. Nhưng nếu như chúng ta không dám làm thì chúng ta cũng chẳng có gì cả, đúng anh chị em? Chúng ta sẽ chẳng có một cái kết quả mới nếu như chúng ta vẫn làm cách làm cũ. Anh xin phép anh chị em một chút nhé. Chúng ta không thể mong một kết quả mới, đúng không ạ, nếu như chúng ta vẫn làm cách làm cũ. Vậy thì 1 triệu 2, 1 triệu 2 có phải là một con số quá lớn để chúng ta cho mình một cái cơ hội? Và khi mà anh chị em hiểu về nó, anh chị em cho mình, bản thân mình cơ hội để tìm hiểu nghiêm túc, thì không phải là một ngày thần tài đâu anh chị em ạ. Mà có thể cuộc đời của 3 đời từ chúng ta trở đi, 3 đời chúng ta sẽ thịnh vượng, sẽ giàu có. Vậy thì nếu như có một cơ hội giúp anh chị chỉ với 1 triệu 2 mà sẽ mở ra cho anh chị một cái cơ hội mà chúng ta có thể thịnh vượng 3 đời, thì anh chị có dám mở cho mình, gọi là mở tư duy, mở tầm nhìn để nắm bắt hay không? Câu hỏi này do mỗi chúng ta tự trả lời. Còn ngày hôm nay thì có rất nhiều người mua vàng thì cũng tốt, đúng không ạ? Cũng tốt thôi. Chúng ta không biết cách, chúng ta chưa biết cách dùng đòn bẩy đồng tiền để gia tăng tài sản thì chúng ta cắt giữ. Nhưng nếu như chúng ta thông minh, chúng ta biết cách vận hành đồng tiền thì anh tin rằng anh chị em sẽ biết cách để làm gia tăng tài sản của mình. Và với 1,2 triệu có thể giúp anh chị tìm hiểu về một cơ hội cho cuộc đời của mình, cho con cái của mình, cho mình có cơ hội được báo hiếu bố mẹ. Và chúng ta không xuất phát từ gia đình giàu có, nhưng gia đình giàu có thể xuất phát từ chúng ta. Cho nên anh chị muốn vạch đích của mình là ở đâu thì phải cho mình một sự lựa chọn. Cơ hội chỉ chiếm 10%, còn 90% là do chúng ta phản ứng với nó. Và với việc đầu tư vào cổ phần doanh nghiệp, đặc biệt là đầu tư cổ phần doanh nghiệp tiềm năng trước IPO, là một cái cơ hội mà giúp chúng ta sẽ có đòn bẩy, sẽ giúp chúng ta đột phá về tài chính trong tương lai. Nó không phải là đột phá tài chính ngay lập tức mà nó cần phải thời gian. Nhưng ít ra là chúng ta có một cơ hội để thay đổi. Còn nếu như mà nhiều người sợ rằng là không dám bỏ ra 1,2 triệu thì chẳng làm được gì cả, đúng không ạ? Anh cũng không nói với anh chị em rằng là hãy bỏ ra 1,2 triệu để tìm hiểu, để mong chờ vận may đến với mình. Nó không phải là vận may. Anh chỉ chia sẻ để anh chị em cho mình cơ hội để mình tìm hiểu, nghiên cứu về nó. Bởi vì cả cuộc đời chúng ta làm việc để kiếm tiền, nhưng mà nếu như chúng ta biết cách vận hành đồng tiền, chúng ta biết dùng đòn bẩy của người giàu thì chúng ta có thể kết thúc cuộc đời kiếm tiền của mình sớm. Sao mới sao mở TV nhỏ, mở điện thoại nhỏ lại đi con. Đấy, cho nên là chúng ta mua vàng chúng ta cũng không biết được là tương lai của mình cũng chắc gì đã khởi sắc, đúng không ạ? Vậy thì với 1,2 triệu anh chị em có sẵn sàng để cho mình tìm hiểu một cơ hội hay không? Người ta Angel nói là gì ạ? Thà tìm hiểu sự thật suốt đêm còn hơn là nghi ngờ cả cuộc đời, nghi ngờ nó. Cho nên Oanh cũng tặng cái câu nói đó cho anh chị em, để anh chị em một lần, thà chúng ta 2-3 tiếng tìm hiểu nghiêm túc về một cơ hội còn hơn là cả cuộc đời chúng ta cứ lăn lộn để kiếm tiền và chúng ta hoài nghi về nó. Không có gì là không thể, đúng không ạ? Và với UST, với bản thân Oanh thì Oanh tin tưởng về cái cơ hội này sẽ là bước đột phá về tài chính cho những người góp vốn, cho những người tài trợ. Và chúng ta không chỉ là gọi là gì ạ, giàu tạm thời, mà chúng ta là giàu bền vững. Tuy nhiên không phải là chỉ với 1,2 triệu mà chúng ta có thể giàu bền vững anh chị em ạ, mà đó là cái bước, cái gọi là một cái bước đệm để chúng ta bước sang một cái nấc thang mới. Và anh muốn chia sẻ đến anh chị em, bởi vì thực ra thì có rất nhiều cơ hội ở ngoài kia, nó cũng đang mời chào chúng ta rất nhiều tiền. Nhưng mà chúng ta cũng có thể với những cái dự án tài chính ngoài kia thì có thể là nó nghe thì rất ngon ăn và có rất nhiều người cũng đã mất tiền vào những thị trường đó. Tuy nhiên thì anh chị em cần phải thận trọng với những cái đồng tiền mình bỏ ra. anh chị em phải thận trọng với những gì mình bỏ ra, đồng tiền mình bỏ ra nhé. Cho nên anh cũng đã chia sẻ với anh chị em về những cái những cái tiêu chí để chúng ta lựa chọn đầu tư rồi. Không phải là chúng ta chỉ nhìn vào lợi nhuận trước mắt, mà chúng ta cần phải có thông tin, phải có kiến thức. Khi chúng ta có thông tin kiến thức thì dù đầu tư vào đâu chúng ta cũng không thể tự tin. Còn nếu như cái gì mà chúng ta không biết thì tốt nhất là chúng ta không làm. Nhưng nếu như chúng ta không cho mình một cơ hội thì cả cuộc đời của mình sẽ vất vả. Thế thôi ạ. Đời thay đổi khi chúng ta đổi thay, đúng không ạ? Đời thay đổi khi chúng ta đổi thay. Cho nên là thay đổi tư duy sẽ thay đổi được cuộc đời. Một chiều hai. Bước khởi nghiệp gọi là một cái số tiền để chúng ta khởi nghiệp, để chúng ta tìm hiểu một cơ hội. Không khó như chúng ta nghĩ đâu anh chị em ạ. Chỉ cần anh chị em thực sự khao khát, thực sự mong muốn thì anh tin rằng anh chị em sẽ cho mình một lần được tìm hiểu một cái cơ hội mà sẽ thay đổi cuộc đời của anh chị em. Cho nên chúng ta đừng trông chờ vào vận may. Vận may không phải là mình không thể chờ vận may là có ai đó đưa đến cho mình một số tiền, hay là vận may là bất ngờ mình nhặt được tiền, hay là gì, vận may là mình trúng xổ số nhưng mà lại không dám. Nhiều người mong muốn trúng, hy vọng là có một lần trong đời trúng xổ số nhưng mà lại không dám bỏ ra 10.000 để mua vé số. Vậy thì cơ hội nào cho chúng ta? Chỉ với một triệu hai mà vẫn có thể cho mình một cái tương lai, một cái cuộc đời mới, thì anh chị em nghĩ là nó có đáng để mình tìm hiểu hay không? Nhưng trước khi anh chị em tìm hiểu thì ít ra chúng ta cũng cần phải có thông tin. Chúng ta cần phải có thông tin về cái, chứ không thể nếu như mà chúng ta không biết gì mà chúng ta xuống tiền bằng cái gì ạ, và chúng ta không biết được là số tiền của mình dùng như thế nào. Còn bản thân Oanh thì Oanh cứ chia sẻ bằng cái sự chân thành của mình. Oanh khi Oanh có rồi thì Oanh cũng muốn giúp được nhiều người cũng biết đến cái cơ hội này. Cho nên là chúng ta đang cầu thần tài thì tại sao có thần tài ở ngay trước mắt mình lại không dám nắm bắt? Thần tài ba đời anh chị em ạ. Anh đấy, anh chỉ muốn nói với anh chị em là khi anh chị em có cổ phần UST thì ngày nào cũng là ngày thần tài cả. Và giống như cái việc là khi mà chúng ta nắm giữ cổ phần, cổ phiếu của Vinamilk thì đến khi nào mà khi nào không có ai uống sữa nữa thì chúng ta mới hết tiền. Thì với cái công nghệ UST là công nghệ giao thông mà cả thế giới đều cần, bất cứ ai trên thế giới cũng cần, từ người già người trẻ, từ trai gái, từ những người bình thường cho đến những người tàn tật, tất cả mọi người đều có nhu cầu đi lại. Và với một cái công nghệ mà nó đáp ứng được cái nhu cầu của toàn cầu thì tiền sẽ chảy về túi của mình không ngừng. Và chúng ta không chỉ là nhận một đời mà chúng ta nhận sương ít nhất 3 đời. Đầu tư một lần cho cả cuộc đời, đầu tư một lần hưởng cổ tức 3 đời. Tầm nhìn hàng trăm năm chứ không phải là tầm nhìn ngày này qua tháng khác, tháng này qua tháng khác, hay tầm nhìn năm này qua năm khác, mà tầm nhìn hàng trăm năm. Và hôm qua anh đã chia sẻ với anh chị em là gì ạ? Ai là người đã ủng hộ công nghệ này? Ai là người đã tài trợ vốn cho công nghệ này? không phải là những con người bình thường. Chúng ta là những con người nhỏ bé. Chúng ta là những con người nhỏ bé thì đôi khi chúng ta nghĩ rằng là mình không có cơ hội để nắm bắt những cái cơ hội lớn như thế. Nhưng chúng ta có thể. Chỉ cần anh chị em thực sự ước mơ, anh chị em thực sự khát khao thì không có gì là không thể. Khi mà chúng ta nghĩ rằng là cuộc sống của mình như thế là đủ rồi, mình nghĩ rằng là thôi mình chỉ chấp nhận số của mình nó như thế, mình không thể thay đổi, không thể tốt lên được, thì khi chúng ta nghĩ thế thì chúng ta sẽ chẳng có gì điều gì tốt hơn cả. Nhưng mà khi chúng ta xuất phát, chúng ta có thể xuất phát là từ những người khó khăn, hoàn cảnh không được tốt, nhưng mà chúng ta có cái sự khát khao, chúng ta mong muốn vươn lên trong cuộc sống, thì anh tin rằng ai cũng sẽ có cơ hội để nắm bắt được, sẽ cho mình một cái cơ hội để thay đổi cuộc sống. Và khi cơ hội đến thì quan trọng ai là người đủ tầm nhìn để nhận ra nó. Cho nên anh nói với anh chị em là gì ạ? Có thể bản thân anh chia sẻ, anh gieo duyên đến anh chị em, nhưng mà chúng ta có duyên, nhưng nếu như anh chị em chưa đủ phước thì có thể anh chị em cũng không thể nhận ra đó là cơ hội trăm năm mới có một lần, cơ hội kim cương chứ không phải là cơ hội vàng nữa anh chị em ạ. Bởi vì anh chị em không thể biết được rằng tiền nó nhiều vô kể, và tiền ở đây không phải ai mà nhìn thấy được. Nhưng mà khi mà chúng ta góp vốn tài trợ cho một cái công nghệ mà nó giải quyết được những cái bài toán của xã hội, chúng ta đang góp vốn để cứu hàng triệu người mỗi năm. Anh chị em không thể giúp được ai, không cứu được ai, nhưng mà nếu như anh chị em tài trợ vốn cho UT là anh chị em đang cứu được hàng triệu người mỗi năm thoát khỏi cái tai nạn giao thông. Đó có phải là tư thiền đỉnh cao không anh chị em? Lời mình, lời người, lời chúng sinh, đó là cái điều mà, đó là cái việc mà chúng ta nên làm. Và với UST là một cái công nghệ mà tròn vẹn được những điều đó. Chào anh Kẻ, Vũ Đình Kẻ, cho anh biết cụ thể ạ. Dạ vâng, em cũng đã mấy buổi livestream thì em cũng có chia sẻ qua cho anh chị em rồi. Thì không biết là anh có xem livestream của em trong những ngày vừa qua hay không? Nếu anh cũng mong muốn hiểu sâu hơn về cái doanh nghiệp này thì anh cũng sẵn sàng để hỗ trợ cho anh. Anh thì cứ gieo duyên thôi ạ. Bởi vì anh nghĩ rằng là chỉ cần mình giúp được ai đó có cuộc sống tốt hơn thì đó là mình đang làm những cái việc tốt, việc lành. Và chỉ cần giúp được một ai đó thay đổi cuộc sống là thay đổi được cả ba đời thế hệ của người đó, chứ không phải là chỉ một người. Và anh có thể tự tin, anh dơ cái bản mặt của mình lên đây để anh có thể gieo đến nhiều người. Mình không làm việc gì sai cả thì sao mình phải xấu hổ, đúng không ạ? Mình đang làm những việc tốt cho đời mà, tốt cho mình, tốt cho người và tốt cho xã hội, thì tại sao mình phải ngại? Có nhiều người sẽ nói rằng mình là gì ạ? Chắc là kêu gọi đầu tư tài chính đây. Nói chung là trong xã hội thì mình không thể hy vọng là có nhiều người sẽ, ai cũng sẽ quý mến mình, yêu thương mình. Không bao giờ có điều đó. Thậm chí đến như Bác Hồ vẫn còn bị nói xấu mà. Thì bản thân anh cũng là một con người rất là nhỏ bé, thì anh cũng không mong là tất nhiên là chẳng ai muốn là người khác sẽ ghét mình. Nhưng mà cái điều đó nó khó lắm. Không phải ai cũng có thể yêu thương mình được, mà có người sẽ đón nhận, có người sẽ dùng những cái lời nói nó không được đẹp lắm, nó không được hay lắm dành cho, bởi vì thực sự là họ cũng không hiểu và họ nghĩ rằng là gì, nghe đến đầu tư, nghe đến tài trợ vốn hay là nghe đến tiền là nghĩ tất cả những cái dự án đều như nhau, tất cả mỗi cái công ty đều như nhau. Cho nên là nó là ở góc nhìn của mỗi người thôi. Chúng ta không thể bắt người khác nghe theo mình, đúng không ạ? Cho nên đủ duyên thì sẽ gặp, mà đủ phước sẽ thấy. Phước cho ai chưa thấy mà tin. Cho nên là chẳng có gì chúng ta có duyên gặp nhau, nhưng mà nếu như chúng ta chưa có phước cùng nhận những cái thành quả, những cái trái ngọt thì cũng phải chịu, đúng không ạ? Cho nên là anh cứ gieo duyên, gieo duyên. Ai đủ duyên đủ phước thì sẽ nhận được những điều đó. Còn trong cuộc đời chúng ta thì bản thân anh cũng giống như anh chị em, bản thân anh cũng xuất phát là một người rất bình thường. Anh cũng làm công ăn lương, anh cũng xuất thân từ gia đình nông dân, từ một gọi là làm nông nghiệp. Bố mẹ anh cũng làm nông nghiệp, anh cũng là một người làm nông rất là xịn sò. Đó là nói chung là cái gặt cắt cỏ, chăn trâu, làm những công việc có thể là bản thân mình so với nhiều người thì mình không thể làm được nhiều việc nặng, bởi vì có những người anh ấy chỉ con dì, con bác nhà anh thì còn giỏi hơn rất là nhiều. Nhưng mà mình cũng không tự hào về cái điều là mình giỏi làm việc làm nông, bởi vì làm nông mà giàu thì chắc là người dân Việt Nam mình không có người nghèo, đúng không ạ? Quan trọng là làm việc là phải biết làm việc thông minh, chứ còn làm việc chăm chỉ, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời thì cũng chẳng có cái gì tốt đẹp cả, đúng không ạ? Chúng ta chỉ gọi là đủ ăn đủ tiêu, chứ còn nói để mà dư giả, để mà có một cuộc sống dư dật thì không có. Cho nên là bản thân xuất thân của anh thì cũng là gia đình làm nông nghiệp thuần túy, nhưng mà anh mong muốn, trước hết là mình cứ mong muốn có một cái công việc thoát được cái cảnh bán mặt cho đất, bán lưng cho trời trước đã. Sau đó thì mình đi ra ngoài thì mình học hỏi, mình khát khao, mình mong muốn có cuộc sống tốt hơn, thì mình sẽ tìm kiếm những cơ hội. Và mình cũng đã có những sự trải nghiệm, những sự vấp ngã, chứ chẳng có gì gọi là tự nhiên mà tự nhiên một cái là cái gì mình cũng biết, cái gì cũng phải học cả. Và bản thân xuất thân của cái xuất phát của anh thì anh cũng chẳng biết gì về cổ phần, cổ phiếu hay là doanh nghiệp. Nhưng mà với bản thân anh, khi mà anh đã dành thời gian nghiêm túc nghiên cứu về nó thì hơn 2 năm nay anh hiểu về doanh nghiệp. Anh ít nhất là anh cũng hiểu tổng thể về những cái mảng đầu tư. Và anh biết được rằng là những người giàu có top, những người giàu có trên thế giới hay là những người giàu có ở Việt Nam thì đều là những người nắm giữ cổ phần của doanh nghiệp. Như bác Phạm Nhật Vượng là gì ạ? Bác ấy là, mặc dù là bác ấy là ông chủ của Vingroup, bác ấy cũng là điều hành của Vingroup, nhưng mà bác ấy nhận lương không đồng, anh chị em ạ. Bác ấy nhận lương không đồng, nhưng bác nhận cổ tức hàng nghìn tỷ một năm. Vậy thì làm công ăn lương đâu có thể trở nên giàu có, chỉ có nắm giữ tài sản, đặc biệt là cổ phần của doanh nghiệp, có cái sự phát triển dài hạn. Và khi mà doanh nghiệp phát triển thì chúng ta sẽ có tiền cổ tức chảy về túi, và chúng ta đáp ứng được cái nhu cầu của toàn xã hội thì chắc chắn là tiền sẽ chảy về túi mình. Trước hết là mình hãy nghĩ là mình tài trợ vốn cho một cái doanh nghiệp nó thực sự có giá trị. Một cái doanh nghiệp mà nó giải quyết được vấn đề lớn của xã hội là gì? Là tắc đường, là tai nạn giao thông và đặc biệt là ô nhiễm môi trường. Nó giải quyết được những bài toán lớn như thế thì Cái rủi ro còn lại rất thấp anh chị em ạ. Khi chúng ta đầu tư vào doanh nghiệp thì rủi ro lớn nhất là gì ạ? Rủi ro lớn nhất là cái sản phẩm nó không bán được, nó không đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Vậy thì nếu như mà giải quyết được bài toán đó rồi thì liệu còn điều gì phải lo nghĩ không? Nó vẫn còn rủi ro. Đầu tư là vẫn còn rủi ro, nhưng rủi ro ở trong mức cho phép. Rủi ro là chúng ta cần phải chờ đợi để nhận thành quả, chứ không phải là bỏ tiền ra một cái mà nhận thu về ngay. Nếu như chúng ta chỉ nhìn vào những cái tầm nhìn ngắn hạn thì chúng ta sẽ không có một cái kết quả dài hạn. Cho nên ở đây là mình làm thế nào mà mình đầu tư một lần mà mình thắng cả cuộc đời, nghỉ hưu. Sau này bản thân của anh sẽ với mục tiêu của anh là 40 tuổi là tự do tài chính. Lúc đó mình có thể là mình vẫn làm việc, nhưng không phải là làm việc vì để mưu sinh, mà mình làm việc để cống hiến, làm việc vì đam mê và mình thực sự là mong muốn giúp đỡ người khác, chứ không phải là làm việc để lo chi phí cho gia đình. Bởi vì mình đã xác định là cái mục tiêu của mình là tự do tài chính, tự do thời gian và có sức khỏe hoàn hảo. Đó là ba cái chìa khóa nó sẽ song hành với mình. Anh không chọn một cuộc sống chỉ giàu có về tiền bạc, bởi vì có rất nhiều người có rất nhiều tiền nhưng mà thực sự cũng không có nhiều tiền, chưa chắc đã tự do. Có nhiều tiền không phải là tự do tài chính. Mà quan trọng là khi mà chúng ta có tiền mà chúng ta không làm gì cả mà tiền vẫn chảy về túi. Chứ còn nhiều người có nhiều tiền nhưng không có thời gian để tiêu tiền, bởi vì họ vẫn phải vật lộn với cuộc sống của họ, họ vẫn phải lo lắng cho cái doanh nghiệp của họ, hay họ lo làm những cái họ vẫn không ngừng kiếm tiền. Tất nhiên chúng ta vẫn kiếm tiền nhưng mà không phải là mình bỏ thời gian công sức ra để làm, mà đồng tiền nó sẽ vận hành, nó sẽ làm việc thay cho mình. Và người giàu là người ta bắt tiền làm việc cho mình, chứ không phải là bắt mình làm việc để kiếm tiền. Cho nên hơn nhau ở sự lựa chọn thôi anh chị em ạ. Lựa chọn một lựa chọn đúng thì hơn 1.000 lần nỗ lực. Anh chị em muốn cả cuộc đời mình nỗ lực hay chỉ cần một lần lựa chọn đúng? Mọi thứ đều do chính chúng ta quyết định. Và anh chị em muốn một năm thần tài, một ngày thần tài, hay là anh chị em ba đời thần, đều là ngày nào cũng đời thần là ngày thần tài cả, thì anh chị em thực sự mong muốn hãy inbox cho anh sẽ giúp anh chị em hiểu rõ hơn về cái doanh nghiệp, về tập đoàn UST. Khởi xuất phát điểm chỉ với 1,2 triệu. Đừng bao giờ nghĩ người khác giúp bạn chỉ vì lời lộc. Đừng bao giờ nghĩ là bác sĩ giúp chữa bệnh cho bạn chỉ vì kiếm tiền. Đừng bao giờ nghĩ rằng người ta bán hàng cho mình để kiếm lợi nhuận. Mà quan trọng là mình nhận được quyền lợi gì, mình có lợi gì khi mà mình tham gia vào bất cứ mà một cái gì đó. Cho nên đừng đánh đồng oanh với bất cứ ai anh chị em nhé. Đấy thì thật ra thì mấy hôm vừa rồi anh cũng đã có chia sẻ với anh chị em về những cái thông tin của doanh nghiệp. Anh cũng có nói giúp anh chị em về cái tiêu chí để chúng ta góp vốn vào doanh nghiệp. Nhưng mà để tìm hiểu sâu hơn nữa thì chúng ta sẽ cũng cần một chút thời gian, đúng không ạ? Bởi vì nếu như anh chị em tìm hiểu thì có thể là cả năm trời chưa chắc đã tìm hiểu hết, bởi vì có nhiều thông tin lắm anh chị em ạ. Bản thân anh cũng có nhiều cái anh còn chưa tìm hiểu hết cơ. Nhưng mà cái gì mà mình có thể tìm hiểu được, cái nào dễ hiểu, cái nào đơn giản thì mình tìm hiểu, mình có thể tìm hiểu được thì mình tìm hiểu. Còn cái nào mà thấy nó hơi phức tạp thì mình cũng không nhất thiết phải tìm hiểu, bởi vì có những cái kỹ thuật thì không nhất thiết là mình phải tìm hiểu quá sâu về nó. bởi vì quan trọng là sản phẩm đã được chứng nhận, đã được kiểm định về sự an toàn, được các cái chuyên gia người ta có chuyên môn về lĩnh vực đó người ta kiểm định, chứ bản thân mình có là ai đâu, đúng không ạ? Chúng ta dùng điện thoại iPhone, chúng ta đâu thể biết được là cái iPhone nó vận hành như thế nào, đúng không ạ? Chúng ta không thể biết được trong iPhone có những cái thiết bị gì. Chúng ta chỉ biết được là với cái điện thoại này thì nó cho mình những tính năng gì, mình có thể dùng vào mục đích gì. Mình chỉ cần biết được là cái việc mà mình sử dụng nó có công dụng gì thôi. Còn chúng ta không thể hiểu được rõ từng ly từng tí. Đấy. Cho nên là hôm nay nhân cái ngày thần tài thì anh cũng muốn chia sẻ cái câu chuyện đó cùng với anh chị em. Mong là anh chị em cũng sẽ nhận được một cái điều gì đó để thấy rằng là thay vì chúng ta là mong một năm khởi sắc, chúng ta phải mua, mua cái nhẫn hay là mua cái gọi là mua vàng để một năm thần tài gõ cửa, thì với 1,2 triệu anh chị em cũng có thể ngày nào cũng có là gọi là ngày thần tài. Và anh chị em muốn 3 đời ngày nào cũng là ngày thần tài thì hãy cho phép mình được có cơ hội để tìm hiểu. Đấy, thì anh bản thân anh cũng chia sẻ một chút như thế thôi. Không biết là anh chị em có câu hỏi nào dành cho anh hay không? Hôm nay thì anh vẫn đang hơi ho, nhưng mà thực sự là bây giờ có vẻ như là qua 21 ngày livestream chúng ta đã đồng hành cùng nhau rồi, thì không livestream thì thấy nó cũng thiếu, cho nên là cũng muốn là trao đến nhiều giá trị đến anh chị em nhiều hơn nữa, để mỗi ngày có thể mỗi ngày anh chia sẻ một chút, nhưng mà hy vọng là sẽ giúp được ai đó. Không biết anh chị, nếu như anh chị em không có câu hỏi nào nữa thì anh cũng xin kết thúc livestream tại đây. Và ngày mai thì anh cũng có một cái chuyến công tác ở tỉnh. Nếu như anh chị em có câu hỏi nào nữa thì anh xin phép dừng livestream tại đây. Xin cảm ơn anh chị em đã dành thời gian lắng nghe. Cảm ơn anh chị em đã tương tác cùng anh. Chúc anh chị em một buổi tối vui vẻ và có một giấc ngủ thật là ngon nha. Xin chào cả nhà.